Mẹo cực hay giúp tẩy bã kẹo cao su ra khỏi quần áo chỉ trong nháy mắt. Nếu siêu rủi bị dính bã kẹo cao su lên quần áo thì hãy áp dụng một trong hai cách này để không phải vứt bỏ bộ quần áo của bạn nhé. Bã kẹo cao su dính vào quần áo nếu chỉ dùng tay để gỡ thì rất khó để lấy ra. Có lấy ra được cũng còn vết ố, đồng thời lúc này vải quần áo cũng bị sần sùi, không còn đẹp nữa. Vì thế thay vì dùng tay gỡ thì bạn hãy áp dụng một trong hai cách sau để gỡ bã kẹo cao su ngay tức thì. Cách 1. Xử lý bằng cồn. Dụng cụ cần có: một chai cồn, một miếng bọt biển rửa bát. Đầu tiên, bạn cho một ít cồn lên miếng bọt biển. Sau đó dùng phần bọt biển có thấm cồn chà nhẹ lên phần bã kẹo cao su đang dính trên quần áo. Sau một lúc, bạn sẽ thấy bã kẹo cao su săn lại thành cục. Tiếp tục chà một chút nữa là áo của bạn sạch sẽ, không còn dấu tích gì của bã kẹo. Cách 2. Xử lý bằng giấm. Dụng cụ cần có: giấm ăn, một bàn chải đánh răng, một bát để đựng giấm. Phần giấm ăn này phải đun sôi thì mới hiệu quả nhé. Đầu tiên bạn lấy bàn chải nhúng vào bát chấm đang nóng, nhớ là nhúng cho thật thấm. Sau khi nhúng xong thì chải lên quết bã kẹo cao su. Chải được một lúc thì tiếp tục nhúng bàn chải vào giấm và chải tiếp. Lúc này bã kẹo cao su bắt đầu săn lại và gom lại thành cục. Và chỉ một lát sau, bã kẹo cao su đều bám vào bàn chải và chiếc áo đã sạch bong, không còn một vết dính. Trên đây là hai mẹo quạt đơn giản tẩy bã kẹo cao su trên quần áo. Mình cùng tham khảo và áp dụng thôi nào. Chúc các bạn vui vẻ. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở các video sau. Mến chào tạm biệt.